Cao Bằng, chúng ta có cần đi giúp không? Khoan đã, tình hình không rõ, bây giờ chúng ta xuống đó không có tác dụng mấy, còn gì mất mạng nữa. Nếu muốn chịu dầu vào phần sức mạnh này mà sang bằng sẽ mặt đại lý thì quá ngây thơ. Phía quân đội sẽ không phái một tên ngu ngốc tới chỉ huy trận này, bọn họ chắc chắn có ác chủ bài. Hơn nữa, quái nhân hắc bào ở phía sau quan chỉ huy kia, trong chiều cao không thể nào là con người. Đáng chết, trên dưới toàn thân đều bao bọc kín mít, cũng không nhìn được số liệu. Bảo quân sa mạc chủ trường tác chiến bỏ thiệt bỏ hách, chỉ cần sa hạch không sao, vết thương lớn tới mấy đều có thể lập tức hồi phục, không hề ảnh hưởng tới lực chiến đấu. Sao quái dung nhập vào trong cơ thể của bảo quân sa mạc? Không đúng, lẽ nào còn có chiêu thức che giấu gì đó? Canh kim thiên ưng là thần bảo vệ của Trường An, không thể để nó chết ở đây được, chuẩn bị ra tay đi. Tên quái vật: Trần Trướng Dũng, Mạnh Thiên. Đẳng cấp quái vật cấp 44. Phẩm chất quái vật: phẩm chất sử thi. Thuộc tính quái vật: thi hệ, hắc ám hệ. Năng lực quái vật: thần lực level 2, cường hóa hậu giáp level 4. Đặc tính quái vật: thi dũng, bên ngoài thi dũng sản sinh tiến hóa thần bí. Hiệu quả 1, hiệu quả bị động, có thể hấp thụ thi khí cường hóa độ rắn chắc của thi dũng. Hiệu quả 2, hiệu quả chủ động, tiêu hao thi khí bên trong thi dũng để tạm thời chúc phúc tất cả thuộc tính của ký chủ. Không có hiệu quả xấu, nhưng thời gian duy trì bạo phát khá ngắn. Giới thiệu quái vật: kiếp trước là đại tướng quân nhân tộc danh tiếng lẫy lừng, sau khi bị độc trượng băng chích chôn trong mộ, bởi vì bị chế thành binh mà dũng, linh hồn chưa thể thoát khỏi xác. Người hắc bào phía sau quan chỉ huy kia lại là Trần Tướng Dũng. Wow, khí dụ màu xám này có lẽ chính là thi khí, có thể tạm thời chúc phúc mọi thuộc tính. Dùng động tác giả thu hút lực chú ý của bảo quân sa mạc, tạo cơ hội thoát thân cho kim thần, biểu hiện không tệ. Một con quái vật lại có ý thức chiến đấu như vậy, kim thần xiết chút chịu thiệt rồi, còn khiến mình không thể chủ động dùng át chủ bài. Đáng tiếc, bảo quân sa mạc không muốn rời khỏi sa mạc, chúng ta lại không có cách nào tiêu diệt nó trong sa mạc, không thể cứ mãi dằn co như vậy. Chúng ta lúc đuôi. Rõ. Trưởng quan, là video kênh của tướng quân. Nhận. Trưởng quân, bởi vì dự đoán không chuẩn về lực lượng của bảo quân sa mạc, cho nên... Tiểu Dương à, đó là huyết mạch duy nhất của tôi. Hơn nữa, tôi đã 66 tuổi rồi, không còn quá nhiều thời gian đợi cơ hội tiếp theo nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn bắt con quái vật đó xuống địa ngục với cháu ngoại tôi, không tiếc mọi giá. Cậu, hiểu chứ? Dân, trưởng quân. Đi thôi, bên quân đội sa mạc đã rút lui rồi. Bảo quân sa mạc cũng lui về sâu trong sa mạc, tạm thời không đi trêu chọc con quái vật đó, đợi chúng ta có ngự thú băng hệ cấp lĩnh chủ rồi lại tới thu phục nó. Tại sao đột nhiên cảm thấy hoảng hốt? Đây là uy hiếp, lâu rồi mới gặp. Cẩn thận. Sao vậy? A Bảo. Đó là gì? Nấm to quá. Cư nhiên lại dùng hạt đạn. Cũng may đứng xa, tôi nói cho các cậu biết, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Mấy người các cậu vẫn ổn chứ? Tổn thương từ bức xạ và dư ba dù đổ dịch chuyển lên người các cậu rồi, có thể chịu đựng được không? Chúng tôi không sao, Cao Bằng. Ây, may là ba cấp lệnh chủ sang sẻ đều thương tổn, tâm bức xạ lại không thể nào chấn động được huyết mạch của quái vật cấp cao. Bên quân đội cũng quá to gan rồi. Chúng ta đi xem thử bảo quân sa mạc thế nào rồi.